Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông. Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông, ôi trái tim đang bay theo thời gian, làm chiếc bóng đi giao lời dối gian. Những khi chiều tới cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay, rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi. Hãy nghiêng đời xuống để nhìn suốt một mối tình chỉ lặng không nói năng, để buốt trái tim, để buốt trái tim. Trong trái tim con tim đau nằm yên, mù dài lâu mắc theo vết thương sâu. Một sớm mai chim bay đi triền miên, và tiếng hót tan trong trời gió lên. Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui. Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai, gió cuốn đi qua mây qua dòng sông. Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông, ôi trái tim đang bay theo thời gian, làm chiếc bóng đi giao lời dối gian. Một đoạn thôi đó hả? À, là của anh ấy hát, và trong lúc đó có thể là mình phát triển thêm cao hứng. Dòng trong ẩm đấy. Dạ, cũng rất là tuyệt vời khi mà bạn này cũng là lần đầu tiên hôm nay bạn đến quán. Bạn là những người lần đầu tiên. Lần đầu tiên thế dạ. Thầy cũng lần đầu tiên. Cái quán này là có một Phật tử là đến. Dạ. Và chụp hình đăng lên trên Facebook. Dạ. Bắt đầu mới kết nối với nhau hôm nay mới đến đây. Dạ vâng ạ. Cho nên lúc mà mới đến á, đi tìm tìm hoa thì không tìm bạn. Nhiều đôi khi cái gì khó để mà đến nó mới là mình dễ nhớ, để được nhớ lâu hơn. Từ dễ có. Nó là một cái trải nghiệm khi mà không bỏ cuộc đúng không? Kiên trì.